Tin và Sống xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn lắng nghe bài đọc Đức Tin, tựa đề Người cha được tạo ra như thế nào? Khi Đức Chúa Trời bắt đầu tạo ra người cha đầu tiên trên thế gian, Ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một thiên thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: Thưa Chúa, tại sao người cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi, đi với trẻ con thì phải quỳ gối. Nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi người, thật bất tiện. Đức Chúa Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: Người có lý. Thế nhưng nếu ta để cho người cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới. Thấy Chúa nặng đôi bàn tay, người cha to và thô ráp, vị thiên thần lại lắc đầu buồn rầu. Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, người cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng, đóng tả, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dầm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ. Chúa mỉm cười đáp: Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió cho tới lúc chúng trưởng thành. Vị thiên thần đứng bên cạnh nhìn Đức Chúa Trời nặng người cha với một đôi vai rộng lực lưỡng. Tại sao Ngài phí thế? Thiên thần thắc mắc. Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu khi đi xem xiếc về khuya? Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình, Chúa đáp. Đức Chúa Trời dành nhiều thời gian để nặng cho xong người cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của người cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng, khi đã gần như hoàn tất công việc, Chúa thêm vào khóe mắt người cha vài giọt nước mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của người cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc. Xong việc, Đức Chúa Trời quay lại nói với thiên thần: Người thấy đó, người cha đáng yêu mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra. Thánh Kinh suy gẫm: Như cha thương xót con cái thế nào, thì Chúa cũng thương xót những người kính sợ Ngài thế ấy. Vì Ngài biết chúng ta đã được tạo nên cách nào, Ngài nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất, đời người như cây cỏ, như hoa ngoài đồng trổ hoa. Khi gió thổi qua, hoa kia biến mất, người ta không còn nhìn thấy nó nữa. Nhưng tình yêu thương của Chúa hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công chính của Ngài cho con cháu họ, là những người gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ tuân hành các mạng lệnh Ngài. Thi Thiên đoạn 103 câu 13 đến câu 18. Chúa yêu thương bạn.